Alo alo, chào mọi người, mình là Cóc đó ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Thì nhân dịp đầu năm mới, trước tiên là chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Và nội dung chính của cái video lần này, mình sẽ hướng dẫn bạn một cái mẹo, một cái công cụ cực kỳ hữu ích trong DaVinci Resolve luôn ha. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm cũng khá thời gian á. Đó, cái công cụ này tên là PowerPin ha. Mình cũng vừa mới phát hiện ra nó thôi các bạn ha. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cụ thể như thế nào thì intro. Rồi, thì trước tiên bạn cần phải biết cái PowerPin này dùng để làm gì ha. Ok, đây. À, ở đây thì mình có 4 cái folder chứa những cái footage mà mình dùng khá là thường xuyên trong bất kỳ cái project nào ha. Ví dụ như là cái nhạc nền nè, rồi những cái meme nè, rồi những cái hiệu ứng âm thanh nè, rồi những cái animation ví dụ như là like, comment hay gì đó ha. Đó, thì trong những cái project mình làm á, trước kia thì mỗi lần mình làm xong mình đều cần phải kéo những cái này vô cái PowerPoint này ha. Ví dụ như là nhạc nền, rồi ví dụ như là những cái sound effect đó, hay là những cái animation ha. Đó, thì trước đây á, cứ project nào mình tạo mình đều cần phải kéo nó vô PowerPoint hết để mà dùng ha. Và vấn đề đặt ra là có cách nào mà bạn chỉ cần kéo vô một lần duy nhất thôi ha, và nó sẽ hiện trên bất kỳ cái project nào luôn, hiện trên tất cả những project của bạn luôn ha. Lần sau bạn không cần phải kéo nữa, hiểu không? Đó, thì công cụ PowerPin sinh ra để làm như vậy ha. Đó, ok không? Ngoài ra nó còn một vài cái tuyệt vời khác nữa, mình sẽ chia sẻ ở cuối video ha. Rồi, đây, PowerPin nó nằm ở đâu? Trong những cái hướng dẫn trên mạng á, thì người ta toàn là hướng dẫn là kêu vô view nè, rồi tìm nó đây. Nhưng mà mình tìm hoài không thấy các bạn ha. Và may mắn là mình tìm được nó nằm ở đây nè các bạn. Cái chỗ mà ba chấm này nè, thấy không? Đó, để coi, tắt cái này đi sao? Không sao, rồi. Cái ba chấm này, bạn bấm vô ha. Rồi bạn thấy cái PowerPin này thấy không? Đó, ở đây nó còn cái Smart Pin với là PowerPin nữa. Cái Smart Pin thì mình sẽ nói ở trong một cái video khác ha. Cái này cũng rất là hay. Còn đây PowerPin này, bạn bấm nó sẽ hiện lên đây ha. Đó, rồi. Bây giờ bạn sẽ cầm những cái này, ví dụ như nhạc nền ha. Bạn kéo nó vô, kéo vô chỗ Master chẳng hạn. Ủa, mình kéo vô rồi mà. Kéo vô này. Hay là kéo vô meme hay gì đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Nó bị gì mà kéo vô không được đây? Đây rồi, ok, kéo vô được nè. Kéo vô để ngay chỗ Master này ha. Đó. Rồi, ví dụ animation, kéo vô. Đây, thấy không? Đó, bây giờ ví dụ rồi, ví dụ những cái này ví dụ như thanks như đó. Thấy không? Rồi, bây giờ mình qua project khác thử ha. Ví dụ vậy, mình tạo một cái project mới đi. Test 02. Ok, great. Đó, bạn thấy không? Những cái media nãy nó nằm trong media pool á, nó không có nữa ha. Nhưng mà trong PowerPin nó vẫn còn này, thấy không? Đó. Nè, nãy những cái này mình kéo nè. Đó, rồi, ví dụ như là đó, đưa vô, thấy không? Tuyệt vời không? Đó, bạn chỉ cần kéo một lần thôi là nó sẽ dùng được cho mọi project luôn. À, đó, cái này là giúp bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian các bạn. À, cứ mỗi lần trước kia bạn không biết cái này á, cứ mỗi lần tạo project mới là bạn cứ cần phải kéo nó vô media pool hoài, kéo vô hoài. Đó, thì những cái nào mà bạn hay dùng á, à, bạn chỉ việc kéo vô đây, kéo nó vô master chỗ PowerPin nè, rồi bạn muốn đặt tên gì đó cũng được ha. Đây, ví dụ như là bạn đặt tên lại, ví dụ là ABC ha. Đặt lại, mình đặt lại cho nó đúng đi, 03 sound effect. Đó. Đó. Rồi bạn tạo cái folder mới là đây. Ví dụ là new bin tức là new folder ha. Đó, rồi bạn đặt ABC đó ha. Rồi bạn cầm gì bạn thích bạn kéo vô. Đó, ví dụ cầm này bạn kéo vô. Kéo vô đây. Đó, ha. Đó rồi. Mình chỉ thêm một cái nữa rất là hay của PowerPin ha. Đây, ví dụ nha. Ví dụ như là bạn hay tạo một cái title đó, từ từ nha, để mình tạo một cái video nào đó, đưa vô đây đi ha. Rồi. Bây giờ mình tạo một cái title ha. Đây, ví dụ như là cái text này mình tạo sẵn đó các bạn. Ha, rồi đây title đây các bạn. Rồi. Ví dụ mình đưa vô đây. Rồi mình chỉnh cái font cho nó. À, đặt tên cái đó.
cho cái title này nội dung là ví dụ như là bò một nắng. Bò một nắng này mình có bán các bạn. Mình có bán bò một nắng á, bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ dưới phần mô tả. Rồi, ví dụ mình lấy cái phong rồi đó. À, phong này mình hay dùng nè. Rồi. À, đây, rồi ha. Rồi ví dụ như là mình cho nó cái độ bóng này. Qua đây, cho nó độ bóng. À, cho nó cái này là cái viền nè. Độ bóng này nè. Đó, rồi ví dụ cho nó cái nền á. Đó ha. Rồi ví dụ như là chỉnh lại cái nền. Đây. Bạn đợi xíu nha, rồi bạn sẽ thấy mục đích của mình. Cho nó màu xanh đi. Vàng đi. Rồi. Được chưa? À, cho cái này thôi, vậy đi ha. Rồi, cho nó xuống đây. Ok, rồi. Đó. Nãy giờ mình mất công tạo đi qua khá là nhiều bước ha. Đó, thì mỗi lần mình cần cái text này, mình trước kia là mình cứ cần phải cứ cầm cứ kéo vô rồi lại phải chỉnh biết bao nhiêu thứ ha. Và nhờ cái Power BI này, Power BI này nó chứa được cái này luôn các bạn, nó chứa được cái text này luôn ha. Đó nè. Ví dụ ha. À, mình cầm cái text này. Bạn cầm cái text, bấm chuột, bạn kéo nó vô đây. Đây, thấy không? Bạn kéo nó vô được luôn á. Và ví dụ bạn đặt tên á, ví dụ như là bò một nắng. Đó, nó nằm trong đây. Bạn có thể cho nó nằm vô một cái folder nào đại đó chẳng hạn. Ha, à, đó. Đây. Thì lần sau ví dụ bạn vô cái dự án, vô cái project khác á ha, bạn cần cái text nó giống vậy ha, bạn chỉ cần kéo rồi mình bấm cái gì rồi? Bạn bấm vô cái fusion này này. Rồi, bạn chỉ việc cầm, bạn kéo nó vô. Đó, thấy không? Là nó mọi thứ bạn cần fix, bạn setting nó đều có y chang sẵn vậy luôn. Thấy không? Cực kỳ tiện các bạn ha. Từ khi mình biết cái này mình mừng thấy mẹ luôn ha. Trước kia là mỗi lần mình cần cái text á là mình phải chỉnh lại đủ thứ hết ha, chỉnh lại phông, chỉnh lại màu, rồi chỉnh lại cái background, rồi màu viền này nhiều thứ ha. Bây giờ chỉ việc cho vô đây một lần và lần sau cứ lôi ra thôi đó ha. Tuyệt vời. Ok, đó là những cái công dụng của cái Power BI ha. Và có một vài cái lưu ý này nha, không phải cái gì cũng kéo vô được các bạn ha. Những cái đơn giản như vậy thì ví dụ như file footage nè, những cái text nè ha, những cái chữ á thì bạn có thể kéo vô được. Còn ví dụ những cái phức tạp hơn, ví dụ như là cái hiệu ứng chuyển cảnh hay là những cái fusion này nọ, nó phức tạp quá, bạn không có, nó không có cho kéo vô ha. Ví dụ nè, mình ví dụ nè, ví dụ như là cái text này đi. Đây. Ha. Rồi bạn cho cái hiệu ứng chuyển cảnh vô. Đó, ví dụ vậy nha, nó hiện từ từ. Gia Lai. Đặt không? Có hiệu ứng Gia Lai ha. Rồi, bạn cầm bạn kéo dưới đây. Nó không cho các bạn. Nè. Có hiệu ứng chuyển cảnh là cầm kéo vô không được ha. Đó, các bạn lưu ý là không phải cái nào cầm kéo vô cũng được đâu ha. Đó. Rồi, bây giờ mình bỏ cái hiệu ứng chuyển cảnh đây nè. Bỏ đi. Cầm, kéo vô. Đó, được bình thường ha. Đó là một cái vài cái lưu ý cho bạn. Là không phải cái nào cũng kéo vô được cái Power BI ha. Đó, thì nói chung là những cái này là đủ cho giúp mình và bạn nào mà hay edit video á, tiết kiệm được khá thời gian nữa ha. Đó, ok. Rồi. Thì video lần sau có thể mình sẽ chia sẻ về cái Smart BI này nữa, cũng rất là hay ha. Đó, video lần này ok vậy thôi ha. Rồi, video lần này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu mà bạn thấy video này có ích á thì nhớ cho mình một like để mà ủng hộ mình ha. Đó, thì cái thuật toán YouTube nó sẽ ưu tiên những video nào mà có nhiều like ha. Đó, đây là một cái động lực để mà mình tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về DaVinci Resolve cho các bạn ha. Ok, rồi, năm mới chúc các bạn nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Bye bye and good luck.